Chào mừng quý vị đang đến với phần 2 bản tin FPNC Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày quy định về thu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3. Tính đến thời điểm hiện tại, đa số các ngân hàng đều đã báo cáo biểu phí lên ngân hàng nhà nước, trong đó có 10 ngân hàng áp dụng mức phí rút tiền tại ATM ở khung tối đa. Theo tin từ ngân hàng nhà nước, do vậy, đến nay, đa số các ngân hàng thương mại đều đã cơ bản hoàn thành những công việc như là xây dựng biểu phí mới, công bố công khai và thông tin tuyên truyền rộng rãi đến các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như báo cáo ngân hàng nhà nước để theo dõi và giám sát. Trong đó, đối với phí rút tiền mặt ATM nội mạng, nhiều ngân hàng vẫn thông báo đang miễn phí, có 2 ngân hàng áp mức phí từ 200 đến 500 đồng một giao dịch và 10 ngân hàng áp dụng mức phí tối đa là 1.000 đồng một giao dịch. Nhiều ngân hàng cũng có chính sách hỗ trợ thiết thực cho người lao động thu nhập thấp, sinh viên nghèo sử dụng ATM. Tuy nhiên, ông Bùi Quang Tiên, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chưa thể đảm bảo hiện tượng xếp hàng chờ rút tiền hoặc ATM bị trục trặc sẽ không xảy ra, vì không một nhà cung ứng dịch vụ nào có thể khẳng định dịch vụ của mình là hoàn hảo 100%. Ngoài ra, hiện chất lượng dịch vụ ATM không chỉ phụ thuộc vào ngân hàng, mà còn phụ thuộc vào những yếu tố khách quan như là điện, viễn thông và áp lực rút tiền vào ngày lễ Tết. Theo kế hoạch, chiều ngày 26 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước sẽ ký hợp đồng gia công với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC trước khi thử nghiệm đấu thầu bán vàng miếng vào cuối tuần này. Đây được xem là một giải pháp được kỳ vọng giúp kéo giá sát với giá thế giới trong thời gian ngắn nhất. Phiên thử nghiệm được tổ chức với sự tham gia của một số ngân hàng và doanh nghiệp nhằm thực hành các bước cơ bản của quá trình đấu thầu như đăng ký thiết lập giao dịch, cử người đại diện thời gian mời thầu, báo giá và bỏ thầu. Theo lộ trình tham gia và can thiệp thị trường của Ngân hàng Nhà nước, thời gian đầu cơ quan này sẽ mua bán vàng miếng thông qua đấu thầu trước khi tính tới chuyện trực tiếp giao dịch với ngân hàng và doanh nghiệp có nhu cầu. Hiện chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lên đến hàng triệu đồng mỗi lượng như hiện nay được cho là không hợp lý với cả người dân muốn mua bán và các doanh nghiệp. Nên việc Ngân hàng Nhà nước tham gia thị trường được kỳ vọng là bắt đầu kéo giá trong nước sát với giá thế giới. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố mức thu phí bảo trì đường bộ đối với mô tô trên địa bàn thành phố. Cụ thể, mức thu phí đối với mô tô có dung tích xi lanh đến 100 phân khối là 60.000 đồng một năm. Mức phí mô tô có dung tích xi lanh trên 100 phân khối là 150.000 đồng một năm. Và mức phí cho xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ 1 xi lanh là 2.160.000 đồng một năm. Mức thu phí trên không bao gồm đối tượng sử dụng xe máy điện. Hiện tại, mức thu phí bảo trì đường bộ theo quy định của Bộ Tài chính đối với xe có dung tích xi lanh đến 100 phân khối là 50.000 đến 100.000 đồng một năm, và xe trên 100 phân khối là 100.000 đến 150.000 đồng một năm. Về việc nộp phí, Sở Giao thông Vận tải đề nghị đối với mô tô đã có trước ngày 1 tháng 1 năm 2013 thì nộp phí cả năm 2013. Xe phát sinh trong 6 tháng đầu năm hàng năm thì nộp 50% mức thu của năm, phát sinh 6 tháng sau hàng năm thì nộp phí vào đầu tháng 1 năm sau và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh. Về phương thức thu phí, Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép chủ phương tiện có thể đóng phí bảo trì đường bộ trực tiếp cho cán bộ tổ dân phố, khu phố, ấp, tổ nhân dân mà Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn giao hoặc nộp trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn. Sau gần 2 tháng thực hiện quy định về thu phí bảo trì đường bộ, nhiều ý kiến chuyên gia vẫn cho rằng cần nhanh chóng dỡ bỏ hoàn toàn các trạm thu phí để tránh hiện tượng phí chồng lên phí. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, luật sư Thái Văn Trung từ Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã đề cập đến một giải pháp có thể vừa đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư BOT, vừa có thể giảm gánh nặng cho doanh nghiệp vận tải. Mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi ngắn giữa phóng viên của FPNC và luật sư Trung vào chiều nay. Thưa ông, chúng ta đã bắt đầu thu phí cho quỹ bảo trì đường bộ bắt đầu từ đầu năm 2013. Tuy nhiên, hiện nay thì vẫn còn rất nhiều trạm thu phí, chúng ta vẫn chưa dỡ bỏ hoàn toàn được. Theo như một số đề xuất của các chuyên gia thì phải ngay lập tức dỡ bỏ các trạm thu phí này. Tuy nhiên, về phía Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng như với tư cách là một chuyên gia lâu năm trong ngành vận tải thì ông có nghĩ rằng cái việc mà dỡ bỏ hoàn toàn các trạm thu phí này là nó hơi mâu thuẫn với cái chủ trương là xã hội hóa cái việc mà kêu gọi xây dựng cơ sở hạ tầng của nhà nước ta không? Gần 3 tháng qua thì chính phủ triển khai cái việc thu phí quỹ bảo trì đường bộ. Và theo cam kết của Bộ Giao thông thì khi mà tiến hành thu phí thì nhà nước lần lượt là cho tạm dừng hoạt động các cái trạm thu phí có vốn đầu tư của nhà nước. Tuy nhiên thì cái nghị định cũng nói rất là rõ rằng là chỉ dừng thu phí đối với cái trạm thu phí do ngân sách nhà nước đầu tư,
Còn đối với các cái trạm mà các cái chủ đầu tư theo hình thức BOT thì vẫn tiếp tục hoạt động. Thì điều này tôi cho rằng là nó rất là đúng. Tuy nhiên thì nó xuất phát từ cái việc là nếu mà không giải quyết được cái bài toán là cái phí bảo trì ấy, thì dẫn đến là hiện nay là người dân và doanh nghiệp ấy đang phải đóng hai lần phí, tức là phí trong phí đối với cái việc mà khi nào phương tiện đã đóng phí rồi mà vẫn tiếp tục qua các cái trạm thu phí đó, BOT vẫn bị thu phí. Và chính vì thế mà chúng tôi cũng đã đề xuất là Bộ Giao thông nên có một cái giải pháp cụ thể để tránh trường hợp là phí trong phí. Vâng, liệu ông có thể nói rõ hơn về đề xuất này của Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Chúng tôi đề xuất rằng là đối với các trạm thu phí ấy, thì trong cái mức thu phí hiện nay thì bao gồm đã có một cái khoản tiền là dùng để bảo trì hàng năm đối với công trình đó. Thì bây giờ nếu mà chủ đầu tư họ tính toán và giảm cái mức thu phí trên từng cái vé phí để với cái mức tương ứng cho một cái khoản tiền mà chủ đầu tư bỏ ra hàng năm đó, và dùng cái quỹ bảo trì đường bộ mà nhà nước thu được rồi lại hoàn lại cho các cái chủ đầu tư này, thì nó lại giải quyết được, vừa là bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư, vừa là tránh được cái trường hợp phí trong phí, và cùng giảm được gánh nặng cho cả cái người dân và doanh nghiệp. Theo như ông nói thì ông có nghĩ rằng giải pháp này là khả thi về mặt quản lý hành chính nhà nước không? Vì cũng có thể là chúng ta lo ngại về chuyện cái mức trung thực của các chủ đầu tư khi họ báo cáo quyết toán hàng năm để xin được hoàn lại cái số phí mà đã giảm cho các phương tiện lưu thông qua lại các cái trạm thu phí này. Tôi cho rằng thì gọi là bất kể cả cái chủ đầu tư nào, khi mà đã đầu tư hoàn thành vào một cái dự án rồi thì tùy theo cái tuổi thọ của cái công trình đấy thì mỗi năm chắc chắn là chủ đầu tư họ phải dùng một cái khoản nhất định trong cái tổng số cái nguồn thu của mình để bảo trì cho cái công trình mình đấy. Thì cái tùy theo cái tuổi thọ đó thì sẽ có chủ đầu tư sẽ có quyền là trước hết là tính toán hạch toán để đề xuất trình với cơ quan quản lý nhà nước. Mà theo tôi nghĩ thì với các cái công cụ quản lý hiện nay đối với các cái cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thì cũng có đủ cơ sở để là kiểm tra, thanh tra cũng như là kiểm soát được cái tính trung thực của các cái chủ đầu tư. Cho nên là tôi cho rằng là cái này sẽ mang tính khả thi cao. Xin được chuyển sang những câu chuyện khác liên quan đến vụ kiện chống trợ cấp của ngành tôm Việt Nam tại thị trường Mỹ. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản FASEP cho biết, Bộ Thương mại Mỹ vừa quyết định bổ sung thêm 4 cáo buộc về chống trợ cấp với tôm Việt Nam, nâng tổng số cáo buộc phải điều tra lên con số 24. Theo ông Trương Đình Hòa, Tổng thư ký FASEP, nội dung các cáo buộc trải rất rộng trong hoạt động của ngành tôm Việt Nam, từ sản xuất con giống đến khâu tiêu thụ, tuy nhiên tập trung trong 4 nhóm chính. Thứ nhất là những trợ cấp về vốn cho hoạt động chế biến, nuôi trồng xuất khẩu. Thứ hai là những vấn đề liên quan đến sử dụng đất. Thứ ba là lĩnh vực thuế như là thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu. Thứ tư là các chương trình phát triển có sự đầu tư của nhà nước trong các hoạt động liên quan đến sản xuất giống, nuôi trồng chế biến, xuất khẩu thủy sản. Ông Hòa cũng nhận định, nếu bị áp thuế chống trợ cấp, xuất khẩu tôm vào Mỹ trồng thêm khó khăn do tôm Việt Nam vẫn đang bị áp thuế chống bán phá giá tại thị trường này. Nếu chúng ta có cái kết quả là có trợ cấp từ phía nhà nước và bị áp ở mức thuế chống trợ cấp thì như vậy xem như chúng ta sẽ phải theo đuổi cái vụ kiện là một cái thời gian rất là dài. Và hàng năm thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn tiến hành các cái hoạt động về vấn đề xem xét hành chính như là cái vụ kiện chống bán phá giá về mặt tâm lý đối với khách hàng trong cái quá trình mà khi họ chọn lựa nhà đối tác để mà mua hàng cũng là một yếu tố nó cũng sẽ bị tác động bởi cái vụ kiện chống trợ cấp. Hồi cuối tháng 12 năm 2012, Liên minh tôm vùng Vịnh Hoa Kỳ đã gửi đơn kiện chống trợ cấp mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh từ 7 nước, trong đó có Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC ngay sau đó đã khởi xướng điều tra vụ kiện. Theo VASEP, hiện DOC đã gửi thông báo và câu hỏi cho các bị đơn bắt buộc là công ty Minh Phú và Nha Trang Seafood. Hạn định trả lời bản câu hỏi là ngày 25 tháng 3 năm nay, đồng thời gửi câu hỏi cho cơ quan chức năng mà cụ thể là Cục Quản lý Cạnh tranh. Cơ quan này cũng gia hạn thời gian ra phán quyết sơ bộ vụ kiện là tháng 7 năm 2013 thay vì tháng 3 năm nay.
Dự kiến vụ kiện sẽ có kết quả cuối cùng vào tháng 9 năm 2013. Hiện Bộ Công Thương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ được chủ trì lựa chọn một văn phòng luật sư ở Mỹ để tư vấn, đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong suốt quá trình kháng kiện là vụ kiện chống trợ cấp nhằm vào Công tôn Việt Nam. Minh Vy xin mời quý vị nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với hai nội dung nổi bật ở phần cuối cùng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, xăng dầu chờ diễn biến. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ siết chặt quản lý hành nghề liên quan đến đào cù chất dễ gây cháy nổ.